Đang được theo dõi mình test trực tiếp cặp loa khá là nổi tiếng đến từ Mỹ với thương hiệu RSN, model RSN Nevada, một trong những model thành công nhất và cũng là nổi tiếng nhất của hãng loa RSN, được xuất phát từ dựa trên những thương hiệu loa mà chúng ta thấy rất là quen thuộc của hãng JBL. Với thương hiệu RSN thì chúng ta vẫn thấy được rằng một phong cách của những dòng loa kiểm âm phòng thu được thiết kế cho các phòng thu âm tại Mỹ và được trưng dụng để
kiểm tra âm thanh từ lời ca sĩ hát cho tới tiếng nhạc cụ. Bởi vậy chúng ta sẽ thấy được rằng dòng loa này sẽ mang lại cho quý vị trải nghiệm chất âm cực kỳ là chi tiết tới từng tiếng nhạc cụ gõ nhỏ nhất như trong đoạn nhạc mà tôi đang mở trực tiếp từ trên TV xuống. Nhưng quý vị vẫn thấy được sự thể hiện của cặp loa này mang lại cho chúng ta trải nghiệm và thưởng thức âm nhạc rất là sống động, giống như là đang được nghe nhạc trước một dàn nhạc sống với những nhạc công thể hiện cho chúng ta nghe ở một cự ly gần nhất. Với chất âm và cấu hình của một cặp loa khủng này, tôi mời quý vị cùng quan sát chi tiết trước máy quay với một cặp loa đẹp xuất sắc và nó được tích hợp đầy đủ những yếu tố quan trọng nhất cho một cặp loa được gọi rằng loa kiểm âm và lớn nhất hãng RSN. Mời quý vị cùng quan sát. Sở hữu chiều cao 68 và có chiều ngang 43,5 cm, trên trọng lượng tới hơn 60 kg cho cặp RSN Nevada đến từ Mỹ. Được thiết kế tổng số có tới 5 loa trên một thùng và nó còn rất mới, phía sau lưng còn nguyên tem cờ. Phần mặt trước thì chúng ta thấy rằng tôi đã tháo hai phần ốp dưới chân. Ở đây thì nó có hai tấm gỗ sồi rời, nó sẽ được ốp về phía dưới chân. Tôi đang tháo sẵn để cho quý vị cùng thấy được logo của hãng Nevada. Và hai cái volume điều chỉnh rất lớn, tương đương như là hai cái volume của âm ly. Trong đó một điều chỉnh cho giải check, một điều chỉnh cho trung âm. Phần bên trên của cặp RSN Nevada này được thiết kế một quả bát súp với đường kính của nó là 33 cm. Sở hữu gân vải xếp tẩm dầu rất mềm và nòng loa rất là sâu. Nòng loa sâu thì tăng tiết diện, bao giờ thể hiện tiếng bát cũng rất tốt trên cái thùng to lớn, chiều ngang tới 43,5 cm. Và nam châm từ của quả bát súp này rất là lớn. Phần bên trên của nó được trang bị một chung, đây là một quả bát trung trầm. Quý vị lưu ý rằng nó đánh rất là mạnh, tương ứng với quả bát bên dưới, với đường kính 20 cm và cũng được cấu tạo y chang như là quả bát súp 31 cm. Gân vải xếp tẩm dâu mang trắng tinh khôi, trung âm lớn và cộng thêm uy lực cho quả bát bên dưới, lấy 50% trung lời trung trầm cho quả trung âm. Đây là quả trung cao phía bên phải được thiết kế lên tới 14 cm để chuyên lấy lời giải cao. Và phần trên cùng thì nó được trang bị một quả check kèn gang. Chúng ta thấy rằng check kèn gang này thì hoàn toàn có thể thoải mái kết hợp với trung âm lớn cho chúng ta sở hữu chất âm karaoke cực kỳ là tuyệt vời trên cặp Nevada nổi tiếng, loa kiểm âm phòng thu đến từ Mỹ. Với phần thùng được trang bị là thùng gỗ sồi, chúng ta sẽ thấy được rằng nó rất là đẹp và rất là sang trọng khi trưng bày cho phòng khách. Tôi đang quay bằng cái điện thoại thì vào buổi tối với ánh điện LED thì nó hơi bị trắng một chút, nhưng quý vị vẫn thấy được rằng với màu sắc vàng tươi trên những cái thùng loa mà được trang bị thùng gỗ sồi thì nó mang lại cho một phong cách thưởng thức âm nhạc cũng như là trưng bày phòng khách cực kỳ là tuyệt vời trên cặp Nevada. Tất cả cặp loa của nó còn rất là mới, với từng góc cạnh của nó còn nguyên zin. Chúng ta có thể nhìn theo chiều dọc của từng góc cạnh của cặp loa này. Phía sau lưng của cặp Nevada này được thiết kế, chúng ta sẽ thấy được rằng nó được trang bị một quả bát súp với đường kính 31 cm, đánh hỗ trợ cho quả bát 31 phía mặt trước cũng như là quả bát 20 phía mặt trước. Rất là hiệu quả, tăng âm bát cho cặp Nevada, sở hữu tiếng bát tương đương như là hai cái súp ở phần khúc bát 40. Phần bên dưới chúng ta sẽ thấy được rằng nó được thiết kế ngoài cầu đấu dây thì vẫn có một bảng cầu chì bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hệ thống loa khi mà anh em sở hữu cho karaoke và cho nghe nhạc lớn. Và chúng ta sẽ thấy được rằng nó có thông tin RSN có xuất xứ đến từ California, được sản xuất tại Mỹ. Và một điều mà tôi cần lưu ý, trên cặp loa kiểm âm này đã rất là gấu rồi thì chúng ta còn thấy được rằng đây là một trong những phiên bản mà sản xuất số lượng có hạn rất là ít trên thế giới của hãng RSN với phiên bản Limited. Trong tất cả những thiết bị audio thì chúng ta quan sát và chúng ta sẽ thấy được rằng từ đầu CD, âm ly hay là loa thì những bản Limited nó là một trong những phiên bản được giới hạn và được hãng sản xuất ra chỉ một số lượng rất là nhỏ, khá là khiêm tốn và được lưu hành trên toàn cầu với những cặp loa biểu trưng và nổi tiếng nhất của hãng RSN đến từ Mỹ. Tất cả hai thùng loa còn nguyên tem cờ và thậm chí rằng tem cờ của nó còn rất là trắng, chưa bị mủn cũng là chưa bị hoen ố qua thời gian. Và nó chứng tỏ cho chúng ta thấy được rằng một cặp loa còn toàn diện và còn đẹp xuất sắc trước máy quay. Đây là một trong những model sở hữu chất âm 2-in-1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke mà quý vị có thể chơi cho những căn phòng khá là lớn. Bởi vì chúng ta thấy được rằng
đã là loa kiểm âm, bao giờ thiết kế cũng rất là chi tiết. Và đồng thời chúng ta sẽ thấy được rằng với hệ thống loa được trang bị trên cặp RSN Nevada dòng Limited này thì quý vị thấy được rằng check kèn ngang cho phép có thể chơi nhạc mạnh và mở ở những mức độ lớn, trung âm lớn, và hệ thống loa bass của nó đánh tương ứng như là hai cái súp. Hoàn toàn khi mà karaoke chúng ta sẽ không cần phải dùng tới trầm. Đây là ưu điểm của dòng loa này. Và khi mà tiếng bass thể hiện thì chúng ta thấy rằng ngoài cái tiếng bass rất là mạnh mẽ và uy lực ra thì nó còn mang lại cho chúng ta tiếng bass cực kỳ là mềm mại, nghe lâu không bị mệt lỗ tai và cũng không bị tức ngực và không bị khó chịu trên model loa này. Với hệ thống trung âm và giải check kèn, quý vị có thể thấy được ưu việt của nó khi mà chúng ta chơi cho những dòng nhạc uy lực mạnh mẽ và cho karaoke mà hoàn toàn yên tâm, không lo vấn đề hỏng loa. Các tuyến loa đã được trang bị cực kỳ là gấu và đồng thời còn thiết kế luôn cả cầu chì bảo vệ phía sau lưng cho hệ thống loa an toàn tuyệt đối. Đây là một trong những cặp loa khá là hiếm trên thị trường trong nước và được rất là ưa chuộng. Để so sánh trong phân khúc tầm giá ở ngưỡng trên 20 triệu đồng và so sánh với rất nhiều những cặp loa JBL cùng đến từ Mỹ thì với cặp RSN Nevada này hoàn toàn nó sẽ sở hữu chất âm cũng như là uy lực mạnh hơn đại đa số những dòng loa của hãng JBL ở trong phân khúc bass 30 mà cũng khá là đắt đỏ. Và quay trở lại với cặp Nevada, chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là ưu việt cho vừa nghe lẫn hát karaoke. Trước khi mà quý vị cùng trải nghiệm tiếp chất âm của cặp loa này, tôi sẽ cho quý vị trải nghiệm tiếng mic. Ở đây thì tôi đang phối ghép cùng với một con Crown CE2000TX kết hợp với vang mic đầy đủ cho một bộ xịn sò phía bên trên. Quý vị sẽ thấy được rằng karaoke của nó cực kỳ là tuyệt vời. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếng mic tôi đang để cự ly rất là gần và rất là lớn. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Quý vị thấy rằng tiếng mic của nó rất là nhẹ, rất nhẹ và nó rất là lớn. Sở hữu karaoke thì nó là chuyên nghiệp luôn rồi. Đó, ở đây thì tôi sẽ cho quý vị thấy rằng tiếng mic tôi đang để ngay trước mặt loa. Với cái mức volume lớn quá lớn thì nếu chúng ta để gần mic và chõ thẳng vào loa thì nó sẽ bị hơi rú. Và khi chúng ta điều chỉnh ở một mức độ tương đối thì anh em có để quay thẳng mic vào loa cũng hoàn toàn sẽ không thấy rú một chút nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rất là ưu việt cho karaoke với chất âm của nó cực kỳ là chuyên nghiệp cho những căn phòng lớn. Như vậy chúng ta cũng đã có câu trả lời về giải trung âm và đặc trưng là karaoke với cặp loa kiểm âm phòng thu đến từ Mỹ nổi tiếng. Đây là bản Limited và được hãng sản xuất với số lượng giới hạn. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng quay trở lại với một chút nhạc nhanh và mạnh với tiết tấu nhanh trên sự thể hiện của cặp loa kiểm âm phòng thu RSN Nevada. Rất là mong sự quan tâm ủng hộ kênh của quý vị trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định. Và mình sẽ liên tục cập nhật những tuyệt phẩm loa cũng như là các thiết bị audio đến từ khắp các quốc gia trên thế giới và sẽ mang tới tay cho quý vị cùng tham khảo. Những tuyệt phẩm loa được tuyển chọn cực kỳ là đẹp mà như cặp RSN Nevada quý vị đang được theo dõi trước máy quay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và để tiếp theo thì có lẽ rằng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một chút nhạc nhẹ nhàng và êm ái trên sự thể hiện của cặp loa rất là nổi tiếng, loa kiểm âm phòng thu của hãng RSN Nevada. Thank you.